Ai trong chúng ta cũng một lần mơ ước được bước chân vào thế giới thần tiên. Cùng Omo đến khu vườn bí ẩn, các bạn nhỏ sẽ được tự do hòa mình trong những cuộc phiêu lưu kỳ thú, tham gia khám phá những điều mới lạ để học được những bài. Khu vườn bí ẩn, nơi các bạn nhỏ không ngại gì khó khăn để thể hiện lòng can đảm, sự dũng cảm và hết mình vì lẽ phải. Đón xem lúc 19 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 năm 2008. Đìa lắc tình yêu của mẹ. Tối thứ xin kính chào quý vị khán giả và xin chúc quý vị một buổi tối thật vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị khán giả, chương trình Nguồn Dinh Dưỡng Quý Báu do Ban Phật Giáo Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đông Tây Promotion thực hiện, với sự tư vấn và thực hiện từ nội dung của Trung tâm Dinh Dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được sự tài trợ của Dialux Alpha của Vinamilk. Thưa quý vị, sự tham gia đặc biệt của các khách mời ngày hôm nay, đối với xin phép được giới thiệu hai bác sĩ khách mời. Xin được giới thiệu bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hương. Và khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Nguyễn Thị Hương Thư đã đến với chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với ba thí sinh. Đầu tiên đó là thí sinh Bích Thảo. Thảo xin kính chào tất cả quý vị có mặt ở đây và cũng như tất cả quý vị đang xem trên màn ảnh nhỏ. Tới với chương trình này, Bích Thảo sẽ được thêm nhiều kiến thức để nuôi dạy con cho khỏe và thông minh. Mong rằng tất cả quý vị ủng hộ cho Bích Thảo và cùng hai bạn chơi với mình. Thí sinh thứ hai đó là chị Mỹ Hạnh, xin mời ạ. Xin chào bác sĩ, xin chào Đỗ Thụy và xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài truyền hình với chương trình Nguồn Dinh Dưỡng Quý Báu. Mình tên là Mỹ Hạnh, mình cũng rất vui được tham gia vào chương trình này và hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho mình cũng như hai bạn cùng chơi. Và thí sinh thứ ba xin được mời chị Bích Tuyền. Hôm nay Bích Tuyền thật vui và hạnh phúc khi được tham gia chương trình Nguồn Dinh Dưỡng Quý Báu. Mong quý vị và các bạn ủng hộ cho tôi và các bạn cùng chơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất sẽ có tên gọi là tìm hiểu, và ở đây chúng ta có thể cùng với bác sĩ được nghe tư vấn, được nghe trao đổi với nhau về những kiến thức liên quan đến thực phẩm và dinh dưỡng trong cuộc sống hàng ngày. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ bắt đầu các vòng thi, có 3 vòng tất cả. Và mỗi vòng như vậy thì chúng ta mục đích cuối cùng là tìm ra ngôi sao may mắn. Và mỗi ngôi sao như vậy là một gợi ý để chúng ta tìm ra được thực phẩm cuối cùng, thực phẩm bí mật của chương trình là gì. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần thứ nhất của chương trình ngày hôm nay, phần tên tìm hiểu. Chủ đề của chúng ta là biếng ăn ở trẻ, cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về những cái hiểu biết về vấn đề biếng ăn ở trẻ. Tất nhiên là chúng ta sẽ được nghe bác sĩ cho những cái thông tin rất là hay cũng như là tư vấn chúng ta nhiều lắm. Nhưng mà theo như các chị thì những cái dấu hiệu nào các chị cho là đó là dấu hiệu của sự biếng ăn ở trẻ? Chị Thảo, con của mình á, là mỗi lần mà nó làm biếng ăn á thì Thảo nghĩ rằng là bé mọc răng hoặc là bé có thể là bệnh trong người như thế nào đó, thì lúc đó Thảo lại rất là lo, cho nên là tìm tới bác sĩ để mà xem cho bé của Thảo như thế nào. Còn chị Hạnh thì sao, có cái dấu hiệu nào ở một mà em bé mà mình cảm thấy là đó là dấu hiệu của sự biếng ăn? Bé của mình á thì quả thật là cũng rất là biếng ăn. Em bé không có bệnh, không có bệnh, nhưng mà sao lười ăn quá. Mình nghĩ chắc có lẽ là bây giờ bé lớn rồi, 4 tuổi rồi, ham chơi. Ham chơi nên bé cũng lười ăn. Thứ nhất nhất là vậy. Thứ hai thì bé mình cũng hay biếng ăn là do bé mình hay bị ho. Còn chị Tuyền thì sao ạ? Theo quan niệm của Tuyền thì thấy những em bé khác, ví dụ như là có những cái bỏ ăn như là bỏ sữa nè, rồi bé cảm thấy buồn bực, rồi nói chung là bé có thể hiện những cái mà mình rất là lo lắng, không biết phải làm sao, nhưng mà mình nghĩ là có cách để mà dụ cho bé ăn thì mình nói ngọt hoặc là gì đó, chứ không phải dùng những cái lời như là ở cạnh nhà Tuyền có những người thấy bé biếng ăn thì cứ la, cứ nạt rồi hù dọa bé gì đó, cảm thấy nó rất là sợ hãi, làm cho bé cảm thấy thức ăn là giống như là cái gì đó ghê gớm lắm, nó còn sợ thêm nữa. Thành ra mình lấy cái đó mình làm kinh nghiệm để mà nuôi con. Như vậy thì mỗi gia đình đều cũng đã trải qua những cái giai đoạn nuôi con và cũng có lúc là con của mình biếng ăn, đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe các bác sĩ khách mời cho chúng ta thêm thông tin cũng như là những điều bổ ích về vấn đề biếng ăn ở trẻ em. Xin mời bác sĩ. Khi đứa trẻ nó biếng ăn thì nó có những cái biểu hiện mà mình ví dụ như là nó ăn không có hết cái suất ăn của nó,
hoặc là trong bữa ăn thì đứa trẻ nó hay là nhợn ói, yeah, hoặc là ngậm, không chịu nhai, không chịu nuốt. Và tới bữa ăn thì nó thường khóc lóc la hét, hoặc là tìm cách làm một cái việc khác, hoặc là chạy trốn khỏi bữa ăn. Yeah. Và mức độ nặng hơn thì đứa trẻ nó từ chối ăn, không ăn luôn. Đó là những cái biểu hiện thường gặp ở trẻ biếng ăn. À, và chúng ta thấy rằng đó là ngoài những cái biểu hiện do bác sĩ Hương Thư nói đó, thì trẻ thường kèm theo các cái tình trạng, ví dụ như là chậm tăng cân, yeah, hoặc là chậm tăng chiều cao, hoặc là thiếu máu và thiếu canxi, hoặc là bé có thể thiếu vitamin A. Và những cái tình trạng thiếu này á, thì nó dẫn đến là bé rất là dễ bị mắc những cái bệnh lý nhiễm trùng, ví dụ như là viêm đường hô hấp hoặc là tiêu chảy. Và khi mà trẻ biếng ăn kéo dài á, thì dẫn đến tình trạng là suy dinh dưỡng. Như vậy á, thì cái biếng ăn, bệnh tật và suy dinh dưỡng nó vừa là nguyên nhân lại vừa là hậu quả của nhau, và nó thành cái vòng luẩn quẩn làm cho bé cứ tình trạng cứ càng ngày càng kém đi. Xin được cảm ơn những ý kiến tư vấn rất là bổ ích của các bác sĩ khách mời của chương trình ngày hôm nay. Như vậy là đã vượt qua xong phần tìm hiểu phần thứ nhất của chương trình, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên của phần thi thứ 2. Ở vòng thi này thì các thí sinh sẽ được cung cấp cho những chủ đề có sẵn, đó là tên của một nhóm thực phẩm hoặc là tính chất của một nhóm thực phẩm mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Trong vòng 30 giây thì các chị sẽ liệt kê ra tên của những thực phẩm mà liên quan tới chủ đề chị đã chọn được. Ai mà kết thúc thời gian rồi có nhiều đáp án đúng nhất thì người đó sẽ là người chiến thắng, nhận được một ngôi sao may mắn. Được chưa ạ? Bây giờ xin mời câu hỏi dành cho các thí sinh. 30 giây bắt đầu, xin mời các thí sinh. Thật là khẩn trương, nhanh chóng liệt kê ra tên của những thực phẩm mà liên quan đến gợi ý chúng ta có được. Chúng ta chỉ còn có 10 giây nữa thôi. Thời gian đang trôi qua rất nhanh rồi. Và 3, 2, 1, 0. Hết giờ, ngừng lại, tất cả ngừng lại. Để xem nào, bây giờ những đáp án chúng ta sẽ xem nha. Cái chủ đề là trái cây chỉ có một hạt duy nhất. Thì bây giờ chị liệt kê những loại trái cây chỉ có một hạt duy nhất. Đây là những thực phẩm mà chỉ có một hạt duy nhất, đúng không? Trái cành na, trái cóc, trái xoài. Xin mời bác sĩ cho ý kiến gì thêm không ạ? Dạ, thì chị kể ra ba quả như vậy là đúng, chính xác rồi. Dạ, xin được chúc mừng chị với ba đáp án đúng. Rồi, chúng ta sẽ đến với thí sinh thứ hai. Những loại quả có nhiều muối. À, những loại quả có nhiều muối. Bưởi, tất nhiên rồi, cam, quýt, măng cụt, chanh. 1, 2, 3, 4, 5, 5 món. Trong 5 món mà chị liệt kê ra đây thì không biết có món nào là không đúng không thưa bác sĩ? Dạ, chị Mỹ Hạnh đã liệt kê rất chính xác ạ. Xin chúc mừng chị đã có 5 đáp án đúng. Rồi, xem là thành viên cuối cùng của cuộc thi ngày hôm nay thì có bao nhiêu đáp án đúng đây. Táo, dưa, hấu, cóc, xoài, và chủ đề của chị là những trái cây có vỏ màu xanh. Những trái cây có vỏ màu xanh. Táo, dưa, hấu hả chị? Cóc và xoài. Có đúng không thưa bác sĩ? Dạ, câu trả lời của chị chính xác rồi ạ. 1, 2, 3, 4, 4 đáp án đúng. Xin được chúc mừng chị. Nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải tìm ra người có ngôi sao may mắn trong vòng thi này, là người có nhiều đáp án đúng nhất. Và sẽ được chúc mừng chị Mỹ Hạnh với câu trả lời đầu tiên. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Công thức độc quyền với sữa non Colostrum tăng sức đề kháng, hỗ trợ trí não, giúp bé phát triển toàn diện. Dialac Alpha, nguồn dinh dưỡng quý báu từ tình yêu của mẹ. Bột dinh dưỡng Dialac Alpha kết hợp sữa non colostrum, chất xơ, vitamin, khoáng chất cho hương vị thơm ngon hợp với khẩu vị của em bé Việt Nam. Dialac Alpha, tình yêu của mẹ. Thưa quý vị, chúng ta đến với vòng 2 của chương trình ngày hôm nay. Vòng 2 có tên gọi tính chất thực phẩm. Ở vòng thi thứ 2 này thì các thí sinh cũng sẽ được cung cấp một chiếc hộp cho mỗi người. Và trong vòng 30 giây thì các thí sinh sẽ phải nhận biết tên của loại rau có trong hộp và liệt kê tên các món ăn chế biến với loại rau đó. Xin mời những chiếc hộp xinh xắn được đưa ra cho các thí sinh.
30 giây bắt đầu. Mở hộp ra và liệt kê xem là những thực phẩm nào có thể được, những món ăn nào có thể được chế biến, được dùng kèm có trong hộp. Đã hết một nửa thời gian rồi, khẩn trương, khẩn trương, khẩn trương. Có thể dùng kèm với loại rau trong hộp hoặc là chế biến với loại rau trong hộp đều được cả. Và thời gian đã hết. Chúng ta sẽ xem là kết quả như thế nào nha. Thực phẩm mà chị được cung cấp trong hộp đó là rau muống. Và chúng ta xem là có thể chế biến gì với rau muống và ăn kèm với cái gì nha. Rau muống xào, rau muống luộc. À, lẩu thì cho rau muống vào và canh chua cũng có thể ăn với rau muống. Đỗ Thị thì đã từng làm như vậy nhưng mà không biết là về chuyên môn thì có gì sai không, theo bác sĩ thì có ý kiến gì? Về chuyên môn thì không có gì sai hết ạ. Dạ. Cho nên là chị đã có được 4 đáp án đúng, chúc mừng chị. Rồi xem là rau gì đây. Rau răm. Và rau răm thì dùng cũng rất là thơm đúng không ạ? Không biết là dùng được với những món gì theo chị. Gỏi gà, chế biến gỏi gà dùng với hộp vịt lộn nha, trứng vịt lộn nè. Gỏi ngó sen cũng có thể dùng rau răm và gỏi bánh tráng. Thưa bác sĩ có ý kiến gì về phần trả lời này không ạ? Câu trả lời chính xác rồi. Chính xác. Như vậy thì cũng phải chúc mừng chị, biết đâu hai người đều được ngôi sao may mắn thì sao ạ? Rồi chúng ta xem đáp án của chị. 1, 2, 3, 4, 5 năm món mà không biết là gợi ý của chị là gì đây. Rau cải bẹ xanh đúng không ạ? Chúng ta có là cải vệ xanh hấp thịt gà, rồi canh cải vệ xanh nấu với thịt bằm, rồi đem đi xào, đem luộc hoặc là ăn rau sống, là 5 cách để chế biến và dùng kèm với rau. Có gì không ổn không thưa bác sĩ? Dạ không có gì không ổn hết. Đó, cho chị đã nên kể chị rất là phong phú. Dạ rất là phong phú. Xin chúc mừng chị, và chị đã có 5 đáp án vượt trội hơn những người bạn của mình. Chúc mừng chị với ngôi sao may mắn của vòng thi này. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua 2 vòng thi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ 3 có tên gọi là lợi ích của thực phẩm. Ở vòng thi này thì mỗi thí sinh sẽ được trao cho 2 bộ hình và nhiệm vụ của chúng ta là làm sao chọn và ghép đôi lại với nhau một cách hợp lý nhất, miễn sao mà những cái hình đó là những cái hình có liên quan với nhau về một số cái tính chất nào đó. Và trong vòng 30 giây, ai có nhiều cặp ghép đúng nhất thì người đó sẽ nhận được một ngôi sao may mắn. Xin mời các cặp hình cho thí sinh. Trên tay của chúng ta mỗi người là 2 bộ hình để ghép lại với nhau. Và bây giờ để cho các thí sinh dễ dàng nhận biết hơn thì chúng ta sẽ nhìn lên màn hình và chúng ta sẽ xem qua một loạt các hình mà chúng ta sẽ ghép. Rất rõ ràng đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta bắt đầu tính thời gian. 30 giây dành cho các thí sinh, bắt đầu. Chị Tuyền nhanh nha, chị Tuyền phải làm việc nhanh lên. Chúng ta có thể để tạm ở đâu đó, sau đó chúng ta sửa lại cũng được. Nhưng mà hai hình giống nhau phải ở chung một ô, hai ô liền nhau nha. Hai hình một cặp là phải ở chung hai ô liền nhau. Chị Tuyền đang làm rất tốt, làm nhanh nữa, nhanh nữa. Đúng rồi, phải nhanh tay lên. Thời gian đã hết rồi, ngừng lại, tất cả mọi người sẽ phải ngừng lại. Chúng ta trở lại vị trí xem kết quả nha. Đỗ Thị rất là mong chị chiến thắng ở vòng thi này. Bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả của chị. Hình ảnh một em bé đang ăn kem, ăn vặt. Và một em bé thì đang ngồi ăn một đĩa mì rất là ngon lành. Không biết là bác sĩ cho ý kiến như thế nào về cái sự ghép này ạ? Cái hình mà của em bé mà đang ăn đó. Dạ. Thì chúng tôi coi như là cái hình đó để biểu hiện là em bé đang ăn vặt, thành ra sẽ đi cùng với cái hình biến ăn. Dạ. Còn cái hình mà em bé mà đang bốc mì ăn á, dạ, thì chúng tôi khuyến khích là em bé nó sẽ tự ăn, như vậy nó sẽ thích thú hơn và dạ, nó sẽ tự tin hơn, thì dạ, sẽ ghép với cái trẻ là tự tin và ăn ngon. Tự tin, dạ, và ăn ngon thì mới đúng. Còn cái hình mà chất kẽm á thì sẽ ghép với lại con hào. À, ở đây không thấy con hào đâu hết. Dạ. Không kịp rồi, cho nên hình này cũng không đúng. Thế còn hình bữa ăn gia đình quay cùng dạ, hình bữa này, ăn gia đình đó thì ghép với một em bé đang ăn ngon miệng. Coi dạ, như là bé nào mà được cả gia đình ăn cùng với gia đình thì sẽ ngon miệng hơn và sẽ vui vẻ hơn. Dạ. Như vậy cái này không ghi được điểm luôn, và cái này thì cũng còn hình mà em bé bệnh thì sẽ ghép với hình đi khám bác sĩ. À dạ, rồi. Như vậy thì xem như là chưa có điểm nào ở phần thi này rồi. Dạ, rất là buồn, rất là tiếc.
Thí sinh thứ hai, chúng ta xem kết quả như thế nào nha. Ở đây chưa hoàn chỉnh một cặp hình đầu tiên. Tại vì thấy bé ăn, bé tự ăn giỏi, cái thấy bé cầm kem ăn nghĩ là bé ăn giỏi. Ở cặp hình thứ hai, một con hào thì như bác sĩ vừa nói là phải đi với kẽm, cho nên hình này chưa đúng. Gia đình quay quần hạnh phúc vui vẻ thì bé sẽ ăn ngon hơn, chắc là cái hình này phải không bác sĩ? Dạ, cho nên hình này chưa ghi được điểm. Ở đây thì trẻ bị bệnh và trẻ khám bệnh. Đúng dạ không? Đúng ạ. Dạ, như vậy là cho tới bây giờ là một cặp hình đúng nè. Em bé ăn ngon đi kèm với bản chất kẽm không được đúng không bác sĩ? Dạ dạ vâng. Ở đây là hình em bé này trông rất là kháu khỉnh mà đang ăn ngon thế này. Nó là gấp quá để vô chứ hồi chưa có quyết định. Để rồi. Lên chưa có xếp lại chứ không phải là quyết định dạ. Như vậy. Dạ, rồi như vậy là tóm lại chị chỉ có một hình đúng mà thôi. À, thí sinh thứ ba, chị để là trẻ bị bệnh và trẻ khám bệnh là một cặp. Như bác sĩ đã nói, bệnh thì phải đi khám bệnh. Rồi, trẻ tính ăn giỏi và hình một em bé ăn rất là say sưa và tự ăn. Như bác sĩ hồi nãy cũng đã nói, đó là một cặp hình đúng. Ở cặp thứ ba thì chất kẽm cộng với hình là một em bé đang ăn vặt. Tại vì Thảo Ngọc chất kẽm mà Thảo Ngọc thành là chất kem, cho nên là thấy bé cầm kem cái để gần chất kẽm luôn thành kem. Dạ. Là bé ăn kem. Rất là thông minh nhưng mà không có ghi được gì. Rồi, như vậy là tóm lại thì 1, 2, chỉ có được 2 cặp hình đúng. Và ngôi sao may mắn ở vòng này đã thuộc về chị, xin chúc mừng. Bây giờ thì kết quả như thế này, chị Mỹ Hạnh và chị Bích Tuyền với giải thưởng khuyến khích mỗi người là 500.000 đồng. Xin được chúc mừng cả hai chị. Và người có số điểm cao nhất, có ngôi sao may mắn nhiều nhất và bước vào vòng thi đặc biệt duy nhất một mình chị thôi, đó là thí sinh Bích Thảo với phần thưởng trị giá 1 triệu đồng. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng với thí sinh duy nhất đó là chị Bích Thảo bước vào vòng thi đặc biệt của chương trình ngày hôm nay. Ở vòng thi này thì rất đơn giản thôi, chị đã có 2 gợi ý trong 2 ngôi sao may mắn ở phía sau lưng. Thì bây giờ chị sẽ nhìn xem một lần nữa những gợi ý đó để tìm ra thực phẩm bí mật của chương trình ngày hôm nay đó là gì. Chị sẽ có 20 giây để suy nghĩ và sau đó thì chị có 10 giây để trả lời tất cả những đáp án mà chị cho là đúng. Cho đến khi đầu hết thời gian, 20 giây suy nghĩ bắt đầu. Gợi ý của chị như sau, thực phẩm bí mật của chúng ta trong tên gọi có 2 từ, mỗi từ đều kết thúc bằng ký tự A. Gợi ý tiếp theo đó là thực phẩm bí mật của chúng ta có tính chất loãng trệt, mềm mịn, thường có màu trắng. Thời gian đã hết để cho chị suy nghĩ và bây giờ chị chuẩn bị 10 giây trả lời nha. 10 giây bắt đầu. Sữa chua à? Sữa chua. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ chắc chắn. Chúc mừng chị có trả lời chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lên sân khấu để xem sự xuất hiện của thực phẩm bí mật trong chương trình hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các bác sĩ nói về những cái tính năng, những điều chúng ta cần biết về loại thực phẩm này. Sữa chua là một cái thực phẩm làm từ sữa. Khi mà lên men như vậy thì sữa chua sẽ có chứa những cái vi khuẩn sống có lợi cho đường ruột. Và khi mà bé ăn vào thì bé sẽ hồi phục được cái hệ khuẩn ruột và sẽ giúp cho bé chống được cái tình trạng biếng ăn. Và như vậy chúng ta thấy rằng sữa chua được làm từ sữa cho nên thành phần dinh dưỡng của nó cũng tương tự như sữa. Cho nên rằng là nếu như bé nào mà ăn sữa, uống sữa bị hạn chế thì chúng ta có thể khuyên bà mẹ cho bé ăn thêm sữa chua để đạt được cái hàm lượng sữa cần thiết mà bác sĩ khuyến nghị. Dạ, xin được cảm ơn những thông tin rất là bổ ích. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe thêm một vài điều để mà khắc phục tính biếng ăn ở trẻ em nữa. Xin mời bác sĩ ạ. Thì chúng ta biết là cái tình trạng biếng ăn thì rất là phổ biến ở trẻ nhỏ, nhất là cái lứa tuổi từ 6 tháng đến 3 tuổi. Và vì vậy thì chúng ta cần có một số biện pháp để mà chúng ta khắc phục cái tình trạng biếng ăn cho hiệu quả. Ví dụ như là khi trẻ biếng ăn thì chúng ta không nên ép trẻ ăn quá mức làm cho trẻ sợ. Thứ hai nữa là chúng ta phải tạo cái môi trường, cái không khí bữa ăn cái thật vui tươi, cho nó thật là đầy tình thương của bố mẹ thì đứa trẻ nó sẽ ăn rất là ngon lành. Thứ hai nữa là chúng ta phải thường xuyên thay đổi món ăn để tránh cho tình trạng cho trẻ đỡ ngán các món ăn.
Thứ ba nữa là chúng ta phải tuân thủ cái chế độ ăn đúng theo lứa tuổi. Lứa tuổi nào trẻ ăn cái gì là hợp lý thì chúng ta phải tuân thủ. Tránh tình trạng là cho trẻ ăn không có đúng chế độ theo lứa tuổi thì trẻ sẽ không ăn được hoặc là từ chối ăn luôn. Ở thứ tư nữa là khi mà trẻ bệnh thì chúng ta phải điều trị tránh cái tình trạng biến ăn do bệnh kéo dài và ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Dạ, xin được cảm ơn các bác sĩ. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã kết thúc các vòng thi. Bây giờ thì chúng tôi xin được mời ba thí sinh đến một chút để nhận quà của người thân dễ. Xin mời hai bác sĩ trao quà cho các thí sinh. Đìa lắc tình yêu của mẹ. Ai trong chúng ta cũng một lần mơ ước được bước chân vào thế giới thần tiên. Cùng Omo đến khu vườn bí ẩn, các bạn nhỏ sẽ được tự do hòa mình trong những cuộc phiêu lưu kỳ thú, tham gia khám phá những điều mới lạ để học được những bài học bổ ích về cuộc sống, tình bạn và lòng nhân ái. Khu vườn bí ẩn, nơi các bạn nhỏ không ngại gì khó khăn để thể hiện lòng can đảm, sự dũng cảm và hết mình vì lẽ phải. Đón xem lúc 19 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 năm 2008. Thưa quý vị và các bạn, chương trình nguồn dinh dưỡng quý báu do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đông Tây Promotion thực hiện với sự tư vấn và thực hiện nội dung của Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh và sự tài trợ của Dialux Alpha hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại vào lúc 20:30 tối thứ năm các tuần trên HTV9. Xin chào tạm biệt.